Xin chào các bạn. Các bạn có nhớ mình không? Mình tên là Nguyệt Thu, người Hùng Tí Hon nè. Hôm nay mình được nghỉ học nên mình sẽ hát cho các bạn nghe một bài, bài đó mình rất thích. Các bạn nghe nha. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi dễ vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, một phiền săn lôi khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thảnh thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Có nhiều bạn trên Facebook hỏi Thu là có nên đi thi hay không, và cái cảm nhận mùa 1 của Thu như thế nào. Thu cũng xin chia sẻ là Thu thấy có nhiều bạn rất là nhút nhát, không có tự tin. Nếu mình cứ như vậy hoài á, thì sẽ không thực hiện được ước mơ của mình. Các bạn cứ mạnh dạn đăng ký tham gia. Chuyện thắng thua không quan trọng, quan trọng là mình được giao lưu và học hỏi. Vòng sơ tuyển tại Cần Thơ ngày 28-29 tháng 4, Hà Nội vào ngày 7-8 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 5 nhé. Hãy nhanh tay đăng ký ngay từ hôm nay tại website www.nguoihungtienhon.com hoặc đến đăng ký trực tiếp tại số 34 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc khu vực Cần Thơ tại số 101 Nguyễn Văn Cừ, nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các thí sinh không casting trực tiếp có thể tham gia bằng cách gửi thông tin cá nhân và video phần trình diễn vào địa chỉ thông tin amoc.nguoihungtienhon.com hoặc gửi về địa chỉ 34 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Casting tại Cần Thơ ngày 28-29 tháng 4 năm 2016, thời gian nhận đăng ký đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2016. Casting tại Hà Nội ngày 7-8 tháng 5 năm 2016, thời gian nhận đăng ký đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2016. Casting tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2016, thời gian nhận đăng ký đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2016. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0911 493788 hoặc 0911 483788.